Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay một cái thông tin khác thì muốn chia sẻ với các bạn đó là gần đây có khá nhiều bạn lo lắng à, về một địa chỉ ví lớn mà trước đây đứng hạng thứ ba bây giờ thường nhớ đứng hạng thứ 6, thứ bảy gì rồi thì chúng ta có thể thấy được đây là địa chỉ ví là bắt đầu từ 1P5 và kết thúc là FHQ thì à, đây là con cá vôi thứ ba mà chúng ta thường hay nói tới hồi xưa đó thì à, sau một thời gian tích lũy chúng ta thấy được là bắt đầu từ ngày 18 tây tháng 7 đó đã có cái số lượng lớn BTC rời khỏi ngày 18 tây và 19 tây tổng cộng là khoảng 61.000 BTC rồi hôm nay đã rời khỏi thêm tổng cộng là các bạn thấy được là 8.000, 8.000 và thêm 25.000 nữa cộng vào cái số 61.000 đó là con số không hề nhỏ thì trong vòng mấy ngày qua cũng có khá nhiều bạn lo lắng nói là có phải là con cá voi này chuẩn bị xả số lượng lớn như vậy hay là không các bạn thấy được cộng lại đó là 80 mấy 90 à, ngàn BTC là con số hoàn toàn không nhỏ con số này đó là gần như gấp 3 con số của Tesla nhưng mà cũng không hẳn đâu các bạn Các bạn thấy được là có một cái địa chỉ ví khác lại xuất hiện Địa chỉ ví này đã xuất hiện từ ngày 14 tây tháng 6 Và địa chỉ ví này đó lại có cái số lượng tương tự nạp vào Nhất là chúng ta nhìn vào cái số lượng nạp vào địa chỉ ví này Bắt đầu từ ngày 18 tây, rồi ngày 19 tây, ngày 20 tây Thì khi các bạn so sánh các bạn sẽ thấy được là Ít ra cho đến thời điểm bây giờ đó thì con số rời khỏi cái ví này và con số nạp vào của ví này đó gần như là bằng nhau chúng ta thấy được là mới đây chúng ta có 25.162 BTC rời khỏi ngày 20 tháng 7 thì hôm nay chúng ta cũng có số lượng tương tự đi vào cái ví này thì có thể đây là những cái dẫn chứng rất rõ ràng đối với Thuận là hai địa chỉ ví này đó là cùng một cái người một nhóm nào đó mà công ty nào đó chúng ta không biết được là đứng sau lưng ví này là ai nhưng mà rất là rõ ràng đối với Thuận là cái số lượng BTC rời khỏi cái ví này giống như các bạn thấy được là chúng ta có 8.477 rời khỏi một đợt ngày hôm nay và thêm 8.500 rời khỏi một đợt nữa ngày hôm nay nhưng mà chúng ta lại có con số là 16.983 BTC vào cái ví này đây là hai cái ví có thể là cùng một người một nhóm nào đó thì tại sao họ lại di chuyển như vậy thì có nhiều lý do có thể là con cá voi thứ ba này họ đã không muốn các bạn để ý đến nữa họ không muốn ở cái mức cao quá họ muốn ở mức thấp hơn để ít người để ý hơn À, hay là họ có thể là di chuyển một số đường lớn để có thể là họ chia ra lưu trữ cho nên an toàn hơn Không ai biết đâu các bạn nhưng mà thấy là khả năng là hai cái địa chỉ ví này là cùng một người Cho nên khả năng không phải là cái số lượng BTC này rời khỏi để mà đem lên sàn để bán đâu Nó đã đi vào một địa chỉ bí khác Và Chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan tới mạng lưới BTC như là là thuận chia sẻ với các bạn đó Dựa theo cái dữ liệu này đó chúng ta thấy được là mạng lưới BTC đã di chuyển 17.7 nghìn tỷ đô la chỉ trong vòng có 6 tháng năm 2022 mà thôi. Con số này đã chỉ trong vòng 6 tháng đã cao hơn con số nguyên một năm 2021 là 13,1 nghìn tỷ rồi. Và đương nhiên đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy được là cái số lượng bịch di chuyển trong lưỡi BTC vẫn đang tăng cao tính theo đô la. Và điều này đó cũng có một số bạn hỏi thuận là khi chúng ta thấy được cái số lượng tiền di chuyển nhiều như vậy đó nhiều hơn năm 2017 là chỉ có 2,7 nghìn tỷ đô la mà thôi thì tại sao mà năm 2017 chúng ta lại nghe nói tới rất nhiều những thông tin như là mạng lưới BTC bị tắt nghẽn, uh, cây phí cao vân vân mà tại sao bây giờ chúng ta lại không nghe nói tới thì có thể là có nhiều lý do một những lý do thường có thể nghĩ đến là có thể tại vì bây giờ chúng ta đã có Segwit thì chúng ta cũng có được cái sự di chuyển BTC nó hiệu quả hơn về cái sự tắc nghẽn của mạng chúng ta cũng có thể là nhìn thấy được con số này tuy là nhiều lên nhưng mà có thể được di chuyển bởi một số cá vôi mà thôi cho nên cái giá trị thì nhiều nhưng mà cái số lượng giao dịch thì nó ít hơn cũng có thể đó là những gì mà thông có thể nghĩ đến gần đây đó thì thị trường không có tốt thì có phải là nhiều người họ đã bán mà rời khỏi hay là không thì cũng có thể nhưng mà dựa theo bài viết này đến từ Finbo đó thì họ nói là tôi là nhà, cái giá trị của BTC trong cái ví đó đã giảm khoảng chừng là 30% phần trăm từ đầu năm tới bây giờ nhưng mà ngược lại đó giá trị của đồng ổn định trong những cái ví đó lại tăng lên 40% có nghĩa là số lượng người bán nó có thể là một số lượng người đó họ không hề đổi ra tiền mặt mà họ giữ USDT đồng Tether để chờ có khả năng mua lại BTC với cái mức giá tốt hơn đây là nhận định đến từ bài viết này của Finbo chúng ta cũng có thể nhìn thấy được một người này chia sẻ cái biểu đồ trên màn hình đây là một cái mô hình gọi là Pi Cycle Bottom và Pi Cycle thấp như bạn cũng rất là thích Pi Cycle. À, thì cũng ít theo dõi nhưng mà chúng ta thấy được là trong lịch sử đó, dựa theo người này thì chưa bao giờ là Pi Cycle cho chúng ta thất vọng hết bắt đầu từ năm 2015 đó. Thì khi mà chúng ta có dấu hiệu là đã tới đáy dựa theo Pi Cycle thì giá cả tích lũy rồi tăng trưởng năm 2019 cũng tương tự và gần đây nhất chúng ta đã có cái dấu hiệu Pi Cycle có nghĩa là chúng ta thấy được là cái dấu hiệu mà hai cái đường này nó chéo với nhau đó thì chúng ta thấy được là đã xảy ra cách đây không có lâu thì người này nói là chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng cho nên khả năng là chúng ta đã đến đấy rồi thật ra những mô hình này đây các bạn cũng đã biết là lúc nào cũng sẽ đúng cho đến khi nó không còn đúng nữa chúng ta có thể trở lại có thể nhìn lại bao nhiêu năm qua biết những mô hình đúng cho đến khi nó không đúng nữa giống như chúng ta đã nhớ là năm 2018 và 19 biết bao nhiêu người chia sẻ cái mô hình hyperwave cái lý thuyết hyperwave đó các bạn đã nhớ là lúc đó ai cũng khẳng định là hyperwave này đã được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực của tài chính trong vòng mấy chục năm qua chưa bao giờ sai cho nên BDC chắc chắn năm 2018 và 19 sẽ xuống chỉ còn có 1.000 đô mà thôi kết quả như thế nào kết quả chỉ xuống có khoảng chừng ba ngàn mấy và lại đi ngược trở lên à, cho nên không có gì gọi là đúng hoàn toàn cũng giống như là chúng ta đang nhớ là năm 2020 và 21 đó chúng ta nói rất nhiều về cái mô hình stock to flow cuối cùng đó thì mô hình stock to flow ước tính là một trăm mấy ngàn đô chúng ta chỉ đến 89 000 đô mà thôi, vẫn thấp hơn con số đó cho nên lúc nào cũng vậy những thông tin này đây chỉ là một dữ liệu để các bạn tham khảo mà thôi và có phải là mọi người đều rất là hay không thì cũng không hẳn đâu nhất là khi chúng ta nhìn vào những quỹ đầu tư đó hôm nay đó là ngày thứ tư rồi tôi này thường quên chia sẻ với các bạn những cái động thái của những quỹ lớn như là chúng ta nói tới những quỹ như là Conshare, Purpose vân vân thì chúng ta thấy được là tuần vừa rồi đó chúng ta vẫn có cái số lượng tiền đi vào thị trường này đến từ những cái quỹ nhưng mà chỉ đáng tiếc là chúng ta có cái số lượng là 12,2 à, triệu đô la vào thị trường này nhưng mà phần lớn chúng ta được là đi vào cái quỹ gì số bitcoin có nghĩa là những quỹ đầu tư này phần lớn họ nạp tiền vào để mà short BTC mà thôi chứ không phải là để mua thì những thông tin này đó cho chúng ta thì chúng ta bây giờ nên bullish hay là bearish các bạn nghĩ là chúng ta đã đến đấy rồi hay là chưa thì đối thuận một người mà đầu tư dài hạn và trung bình giá hiện tại thì cũng không quan trọng lắm đâu Thường thì cứ tiếp tục mua những cái mức này nếu như mà giá xuống thêm thì mua những cái mức mà tốt hơn khi mà giá đi xuống cho nên đối với thường đây dài hạn thì thường vẫn tin thị trường này sẽ có cái sự tăng trưởng và thường cũng đã chuẩn bị như là nhiều bạn biết đó là năm ngoái thường chốt lời năm nay thường tiếp tục thu mua và cứ tiếp tục thu mua thôi cho đến một mức nào đó khi mà giá có cái sự chuyển biến tốt thì lúc đó thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn chứ còn đoán đáy hay đỉnh thì không ai có thể biết được đâu có thể là một người nào đó may mắn có thể đoán được đỉnh một lần hai lần nhưng mà không thể đoán đúng hết được cũng giống như là một người có thể may mắn đoán đúng đáy một lần hai lần nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy nhưng mà nào mà theo trường này nhiều năm cũng đã biết rồi bao nhiêu năm qua chúng ta đã thấy rất nhiều người nổi tiếng ở trên Twitter à, mà rất nhiều người theo dõi nhưng mà sau đó thì những người đó cũng lặn đâu mất Tại vì họ đoán đúng một lần nhưng mà không đoán đúng mãi mãi được Đối với thường đó thì Thuận không có giỏi đoán như vậy, Thuận chỉ có thể trung bình giá mà thôi Và đó là chiến lược dài hạn Và đối với người mà trung bình giá đó, đầu tư dài hạn thì đương nhiên chúng ta sẽ có một cái cách nhìn nó thiên về bullish hơn là bearish Chắc chắn rồi, tại vì các bạn là người đầu tư dài hạn thì sẽ có cái cách nhìn đó Và đối với Thuận đó, không chỉ riêng là đầu tư, như bạn đã biết là Thuận là một người mà theo chủ nghĩa lạc quan Chứ không phải là theo chủ nghĩa hiện thực hay là theo chủ nghĩa bi quan, bi quan thì không nói tới rồi. Nhưng mà thường đã từng chia sẻ với các bạn đó là một trong những uh, câu chuyện trước đây đó chính là có một cái trường đại học. đó. Thường đã quên trường đại học đó là trường đại học nào rồi mà trường đại học ở Hoa Kỳ uh, thì họ cho một số những học sinh trong trường đó đó làm một cái bài khảo sát và trên đó có một số những câu hỏi. Rồi những cái học sinh này đó là họ lựa chọn trả lời những câu hỏi đó và họ lựa chọn là họ là một người theo chủ nghĩa lạc quan hay là theo chủ nghĩa hiện thực thì chúng ta có thể thấy được là kết quả đó thì những người mà theo chủ nghĩa hiện thực thì những học sinh đó đó trả lời những câu hỏi đúng hơn là những học sinh theo chủ nghĩa lạc quan nhưng mà ngược lại đó khi mà họ theo dõi những học sinh này ra trường rồi đi làm rồi có được những thành tựu nào trong cái lĩnh vực tài chính và trong cái con đường sự nghiệp của mình thì họ đã nhận ra được là những học sinh mà theo chủ nghĩa lạc quan thường đó là đón sai nhiều hơn tại vì thiên về lạc quan nhưng mà ngược lại đó trong cuộc sống thì lại có nhiều thành tựu hơn là những người theo chủ nghĩa hiện thực tại vì sao vậy tại vì một người theo chủ nghĩa hiện thực đó thì có thể nghĩ là khả năng thành công để mà làm việc đó đó là 80% thất bại 20% thành công thì không có muốn chấp nhận rủi ro cao như vậy nhưng mà người theo chuỗi hiện thực thì có thể là thiên về là cái khả năng thành công nó cao hơn là thất bại cho nên họ cứ làm mà là thôi và đương nhiên họ có thất bại có thành công nhưng mà họ làm nhiều hơn họ có cái sự thành công nhiều hơn đó là cái cách mà thùng muốn chia sẻ đây với các bạn tuy nhiên mỗi bạn đều có những cái suy nghĩ riêng thùng chỉ muốn chia sẻ với các bạn tại vì thùng có đọc một bài viết đó bài viết này là đến từ CNBC và Jim Cramer là một cái người, người mà chúng ta thường hay chọc các bạn đã biết rồi ông ta cũng đón sai rất là nhiều nhưng mà có một điều trong bài viết này là thường cảm thấy là thường cũng hiểu là Jim mà muốn nói gì Jim mà nói đó là trong mấy chục năm đầu tư của Jim Cramer nếu như mà nhìn lại đó Thì cái lỗi lầm lớn nhất, lỗi lầm lớn nhất ở trong cuộc đời của Jim Cramer là không có đủ bullish Nghĩa là không đủ lạc quan Đương nhiên chúng ta lúc nào cũng phải có cái uh, cách đi mà quản lý rủi ro Đó là lý do tại sao thường hay chia sẻ những cái rules mà bản thân Thuận đi theo cho nên thường cũng hiểu là Jim mà muốn nói gì lỗi lầm lớn nhất trong đầu tư của Jim Cramer là không đủ trong những lúc mà thị trường gặp khó khăn. Còn một số những thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn có thể chúng ta lướt qua những thông tin này mà thôi. À, thứ nhất là chúng ta nói tới là lại có thêm một ví dụ đó chính là sàn Zipmax. Sàn này là một sàn mà có thể là nhiều bạn cũng ít nghe nói tới. Thường có một số bạn comment bên dưới là sàn ở Thái Lan. Sàn này thì theo không biết là không có hoạt động ở Hoa Kỳ và không hoạt động ở Việt Nam. Sàn này đã đảy ra cái thông báo là họ ngưng không cho rút tiền. Lý do tại sao thì họ nói là tại vì thị trường dao động quá. Nhưng mà sàn này là một sàn mà họ cũng không có À, những cái dịch vụ như là margin hay là họ không có landing thì không biết là tại sao là họ lại gặp, lại gặp vấn đề, có phải là họ liên quan đến uh, Celsius hay là liên quan tới sẽ không chúng ta vẫn không rõ nhưng mà lại thêm một ví dụ để nhắc nhở các bạn là đừng nên để nhiều crypto trên các sàn và dịch vụ cho dù các bạn nghĩ đó là sàn lớn giống như là nhiều bạn hỏi thận là sàn Binance thì sao, sàn FTX thì sao, sàn Bybit thì sao. Thật ra các bạn có biết là khi xưa trước khi mà sàn Malgox phá sản đó, sàn Malgox là sàn lớn nhất của thế giới tính nổi mà 70% của tất cả giao dịch Bitcoin thông qua sàn đó. Chứ một ngày mà phá sản đó, nếu như bạn hỏi mọi người mọi người đều sẽ không tin đâu cho nên tự do crypto là quan trọng nhất chúng ta cũng nghe nói tới công ty Coinbase thì Coinbase cũng đã lên tiếng nói là gần đây có nhiều tin đồn nhưng mà Coinbase nói là những công ty như là Celsius, Three Arrow Capital, Voyager gặp vấn đề đó thì Coinbase hoàn toàn không liên quan có nghĩa là họ không có cho những công ty này vay mượn nhưng mà các bạn có thấy là con số 1 ở trên này hay không con số 1 nhỏ nhỏ đó có nghĩa là ghi chú Thường đi xuống cái phần ghi chú này đó thì họ nói là họ có đầu tư vào Terraform Labs như là đồng Luna, không biết là họ đầu tư bao nhiêu nhưng mà họ nói là đầu tư một con số nhưng mà không phải là lớn lắm. Có thể nhiều bạn tin, con base nhiều bạn là không tin con base, đó là tùy các bạn mà thôi. Tại vì bây giờ đó chúng ta đã nhớ là ai nói gì chúng ta cũng nên xem xét lại tại vì các bạn đã nhớ trước khi mà voi sự gặp vấn đề, trước khi mà tuy arrow gặp vấn đề, trước khi mà sao sẽ gặp vấn đề. Thì những công ty này đã đều chia sẻ những thông tin là họ không có vấn đề gì hết nhưng mà cuối cùng à, công ty Celsius, Three Arrows và Voyager đều đã khai bảo vệ phá sản Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin dành cho người nào mà là fan của Polygon thì Polygon đã đưa ra cái thông báo đó là họ đã có thể tích hoạt được với lại một cái công nghệ gọi là ZK EVM cũng như là công nghệ này là công nghệ mà Ethereum đó khi mà chuyển qua Proof Stake cũng muốn kích hoạt nghĩa là công nghệ ZK à, Roll Up đó thì thường không phải là người mà chuyên công nghệ theo đơn hiểu đó đơn giản hơn đây là một cái công nghệ mà có thể khiến cho mạng lưới của Polygon nó những cái giao dịch lại với nhau để được xử lý cùng một lúc thì nó sẽ nhanh hơn và nó cái, sẽ có cái phí rẻ hơn à, thật ra nhiều người nói là Polygon bây giờ đó cũng đã giống như là Ethereum 2.0 rồi thì không biết Ethereum khi mà chuyển qua 2.0 thì có gì khác biệt so với Polygon Tại vì hầu như à, những cái dự án trên Polygon đã, đã bắt đầu làm được những gì mà Ethereum muốn làm khi mà chuyển qua 2.0 Nhưng mà Polygon bây giờ vẫn là mạng lưới tầng 2 của Ethereum Thầy cũng có chia sẻ một cái hình này với các bạn trên Twitter và Facebook và Telegram à, Thật ra hình này đã là một hình cũng đã lâu rồi, các bạn thấy được đây là hình được chia sẻ bởi Missouri ngày 9 tháng 5 năm 2021 Bên trên này đó là các bạn thấy được là có những cái hình tròn này là đại diện cho từng dự án và các bạn có thể thấy được là những cái màu này đó là tùy theo màu màu xanh đó là cái số lượng bán public. Đó là cái màu xanh dương, màu xanh lá cây đó là phân bổ cộng đồng có nghĩa là những cái như là reward, airdrops. Cái màu đỏ đó là cái phần để dành cho team hay là bán cho những quỹ đầu tư VC. bán dòng ngoài còn cái màu xám đó là cái phần giữ lại cho cái foundation như là quyền phát triển mạng lưới đó để mà phát triển cái hệ sinh thái thì mỗi một cái dự án nó đều khác nhau khi mà họ bắt đầu phát hành token của mình đây là cái thời điểm phát hành token mà thôi nhưng mà chúng ta có thể thấy được là qua thời gian đó Các bạn cứ nhìn thấy được là những dự án mà phát triển tốt Bao nhiêu năm qua đó Thì có phải là họ có chung một cái điểm nào hay không Thì cũng không hẳn đâu các bạn Các bạn thấy được là chúng ta có thể nhìn vào TBM thì đương nhiên vẫn là nền tảng đứng đầu bây giờ Thì cũng bán rất là nhiều dòng public Và bán một phần nhỏ cho VC mà thôi Thì vẫn phát triển tốt Chúng ta thấy được là Binance Thì cái phần của team thì giữ lại rất là nhiều 50% năm à, là bán cho pháp lịch vẫn phát triển tốt đo đầu thì tương tự như là Ethereum chúng ta có một số những đồng khác mà nhiều bạn cứ thích như là solana thì solana bán phần lớn là cho vc à, còn lại là họ lưu trữ một phần lớn để mà phân bổ cộng đồng cá mà chúng ta có thể thấy được ở đây đó là một cái dự án mà họ lưu trữ nhiều token cho team hay là bán nhiều cho những cái vc thì cũng không hẳn là những dự án đó đó là sẽ không phát triển được đâu tùy theo là cái chiến lược dự án đó ra sao mà thôi chứ không có một cái công thức nào cho chúng ta có thể biết được là chỉ nhìn vào phân bổ phần trăm khi mà bán token là có thể quyết định được là tương lai dự án nó sẽ là ra sao như là có những dự án họ bán rất nhiều cho cộng đồng hầu như là 90% phần trăm luôn nhưng mà cái kết quả đó phát triển thì lại không như ý muốn thông tin kế tiếp là thông tin liên quan tới sàn Gemini thì thông tin này là sàn Gemini đã có cái bàn hoạt động ở Ireland và họ sẽ có một cái chi nhánh ở đó chúng ta có thể đều là thông tin kế tiếp là thông tin liên quan tới đào BTC thì cái thông báo quý 2 cũng đã có liên quan tới hiệp hội đào BTC mà có Michael sailor đó thì thông báo này đã cho thấy được là quý 2 thì cái số lượng phần trăm năng lượng dùng để đào BTC đó cho những cái công ty đào trong cái nhóm này À, đã lên tới là 59,5% là sử dụng năng lượng tái tạo như là năng lượng sạch thì uh, càng ngày càng suy nghĩ năng lượng sạch hơn. Tôi cứ lướt qua những thông tin này mà thôi tại vì uh, chúng ta nếu như cần nói chi tiết hơn nên thì sẽ dành thời gian để mà chia sẻ thêm với các bạn trong video kế tiếp. Chúng ta thì được là chúng ta cũng uh, có những cái uh, thông tin đến từ uh, chính phủ Hoa Kỳ như là có những uh, cái uh, người như là Tom M đây là một cái nghị sĩ uh, thì cũng chỉ trích là SEC đó đang đàn áp về crypto và ngay cả Brad Sherman, một trong người mà ghét crypto đã cũng là chỉ trích SEC nói là tại sao lại tốn nhiều công sức để mà đi kiện công ty Ripple trong khi mà có thiếu gì những cái sự kiện lừa đảo trong crypto mà không lo đến mà là đi kiện công ty Ripple cũng liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ để chúng ta thấy được là cái dự luật được chia sẻ bởi Lemus và Gillibrand brand đó, dự luật crypto mà chúng ta đã nói tới chi tiết cái đây vài tháng đó dự luật đó là chia sẻ chi tiết nhất từ trước tới bây giờ là ai sẽ quản lý crypto quản lý phần nào phần nào là chứng khoán, phần nào là không phải, vân vân. Thì cái dự luật này đó, đáng tiếc là theo cái ước tính bây giờ là bắt đầu từ năm sau chúng ta mới biết kết quả được. Bây giờ vẫn chưa có kết quả liên quan tới cái dự luật này, sẽ được thông qua hay là không. Và thông tin cuối cùng thì muốn chia sẻ đó là thông tin liên quan đến Nam Hàn, thì cũng liên quan đến cái sự kiện sụp đổ của Terra Luna. Thì bây giờ đó, dựa theo thông tin là cây chính phủ của Nam Hàn à, đã đến trụ sở của 15 công ty để mà điều tra thì 15 công ty đó đó, trong đó đã có 7 công ty là sàn giao dịch rồi. Trong nên chúng ta có những công ty à, như là Upbit, Bitcoin, Coin Coinone, Corbit và Copax. Thì à, đây là những cái công ty mà được nêu tên. Chúng ta vẫn thực sự chưa biết được là kết quả của cái cuộc điều tra này là sao đâu. Nhưng mà đây là thông tin mới nhất liên quan tới Luna cho những mà nào mà quan tâm. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho công đồng của Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể nhận được bonus hay là nhận được giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những cái sàn lớn có thể lên tới 20% giảm phí giao dịch và những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này cho một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a